tôi là Trần Văn Ân, sinh năm 1931, tại xã Phước Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tôi là học sinh trường Phép Ký, từ năm 1947 tôi tham gia phong trào học sinh yêu nước của trường, tham gia hội học sinh sinh viên Việt Nam, Nam Bộ. Ngày 9 tháng 1 năm 1950, tôi tham gia cuộc biểu tình với hơn 6.000 học sinh, sinh viên và giáo viên các trường, yêu cầu Thủ tướng Trần Văn Hữu thả ngay những học sinh, sinh viên bị bắt. Tôi đã bị chính quyền Pháp nổ súng bắn và hy sinh khi chưa đầy 19 tuổi. Sự hy sinh của tôi đã gây tiếng vang lớn, có tác động rộng khắp trong phong trào đấu tranh của người dân Sài Gòn sau đó. Để tưởng niệm tôi, tại Đại hội Toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất ở Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 hàng năm làm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam. Tôi được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.